Hello, lại là cuối tuần rồi. Hôm nay thì cả nhà theo chân gia đình Trung Thư Vlog và Antv 014 đi hội chợ nha. Hội chợ này thì ở ngay trung tâm thành phố, cho nên là rất là lớn, rất là nhiều gian hàng. Tha hồ mà mua sắm luôn nha cả nhà ơi. Rồi rồi, tới nơi là tới công chuyện. Nhà mình đã xa ngay vào cái hàng bánh crepe sầu riêng này, bởi vì hôm trước xem review thấy bánh ngon, cho nên là hôm nay phải nhất định mua một cái. Và tiếp theo là đi những gian hàng khác này. Ở đây rất là nhiều gian hàng, rất là nhiều mặt hàng. Ngoài ra còn có khu vui chơi cho trẻ em và có bàn ghế ngồi ăn tại chỗ luôn đấy mọi người ơi. Nhà mình thì không ăn gì cả, chỉ mua một chiếc bánh crepe và sau đó thì mua một cân bánh mướt và hai bịch nước giặt. Đấy, đến đây thì trẻ em có chỗ chơi của trẻ em này. Và có cả cái sân khấu lớn rất là hoành tráng, chắc là để cho người ta thuê ca sĩ về biểu diễn đấy. Nhưng mà hôm nay thì chưa thấy ca sĩ nào cả. À, đây là ba bạn nhỏ này. Ta-da! Mọi người nhìn thấy từ xa có đẹp không? Và đây là gian hàng mà mình thấy rất là bắt mắt, rất là nhiều màu sắc đó. Và đây là gian hàng bánh nem này. Và có cả những cái gian hàng bánh su xê. Đây, mình nói gian bắt mắt chính là gian hàng này này mọi người ơi. Ô mai, các thể loại luôn. Nhưng mà mình cũng không ăn bởi vì nó nhiều màu sắc lắm. Loại này là sẽ được tẩm màu, gia vị các kiểu. Và là hàng Trung Quốc đó mọi người. Mình không thích ăn và cũng không mua cho con. Còn đây là rau mầm đá và thạch đen Cao Bằng này. Ở đây thì gian hàng nào người ta cũng có để một ít cho mình đến để mình thử đó mọi người. Còn đây là bưởi diễn, cũng là đặc sản của Nghệ An luôn đó mọi người. Và đây là bánh mướt. Nhà mình mua một cân bánh mướt và một chiếc giò mỡ về ăn cùng rất là ngon luôn. Đây là khu vực sân khấu. Đó, Subel đang muốn đi lên sân khấu nhưng mà lại ngại, muốn mẹ dắt lên. Định là mua đồ ăn uống sau đó thì đi cắm trại ra ngoài công viên thành phố để ăn. Nhưng mà mua một lúc thì tối quá nên là cả nhà mình về nhà và ăn đấy mọi người. Nói chung là bánh crepe cũng ok, bánh mứt cũng ok. Mọi người đến trải nghiệm nha. Bye bye. À, địa chỉ là thành phố Vinh, Nghệ An nhé mọi người ơi. Và sau đây là tiết mục mukbang bánh crepe sầu riêng. Trời ơi, trông cái bánh to thế này nhưng mà bèo một cái là bốn tiểu yêu này ăn hết sạch luôn các bác ơi. Mẹ hả? Bánh này gọi là bánh crepe sầu riêng. Bánh này là riêng. Không phải bánh sinh nhật đâu mà.